Thì chỗ nhỏ xíu thì cũng ngồi được vậy. Nhìn gì tôi? Ô, cái gì á? Chị tận tâm như thế nên ngày hôm nay chị mới là chị Thu Phương ngồi đây, mới là chị Đại Thu Phương. Tất nhiên là nhiều lúc cũng tức. Kiểu bà kia có bảo là mình đã ra mình chết. Phương đã dành rất rất nhiều
những cái quỹ thời gian hiếm hoi của bác Phương cho cả đội mình. Thời gian của chị em mình là nó cực kỳ quý giá luôn. Sướng càng mệt mỏi thì mình càng trân trọng cái thời gian của mình. Mà em thấy bác Phương bay từ Mỹ ấy. Trời ơi. Này sao ta? Làm sao rung? À, có thêm cái dây hả? Ơ, chết rồi kìa. Trời đất ơi. Chơi một mình luôn đi. Nghỉ luôn đi. Nữa. Ơi, cắn út nhẹp luôn bây giờ. Chưa ai làm giống vậy đi, làm giống vậy đi.
Trời đất ơi, ngồi kìa. Trời ơi. Ngồi kìa. Like this. Cục đẹp á. Nó đi nè. Nó còn chưa làm, mình lười quá nên mình mới làm. Khác gì nhau đâu, cũng đẹp chứ không? Nhìn nghèo mà. Cho năm chơi nè. Xin khao. Rồi rồi rồi, biết rồi đó. Tới rồi đó, tới rồi đó. Hôm nay con không sợ luôn hả Trung? Liều dữ vậy. Nằm đi luôn. Không sợ hả? Ấy. Thank you.
giờ thì mình sẽ nhuộm tóc. Cái này là để màu mình nhuộm lên nó sẽ là màu này. Chắc là mọi người không thấy nó hơi bị tối. Nó hơi bị nóng. Rồi. Bây giờ mình sẽ